Theo các truyền thuyết và giả sử, thì thời kỳ Hồng Bàng bắt đầu từ khoảng năm 2879 trước công nguyên. Khi ấy, các bộ tộc người Việt có lãnh thổ rộng lớn từ phía nam sông Dương Tử, Trung Quốc, đến vùng Thanh Hóa ngày nay. Các bộ tộc này có nguồn gốc từ nước Xích Quỷ do Kinh Dương Vương lập nên, hay gọi chung là tộc Bách Việt. Tuy nhiên, trên thực tế các bộ tộc Bách Việt không có một nhà nước chung, giữa các bộ tộc này cũng có nhiều điểm khác nhau về văn hóa, ngôn ngữ và địa bàn sinh sống. Nhà nước thực sự đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là nước Văn Lang của bộ tộc Lạc Việt, hình thành vào khoảng thế kỷ thứ 7 trước công nguyên, tương ứng với thời kỳ của nền văn hóa Đông Sơn và được cai trị bởi các vua Hùng. Có nhiều bằng chứng khảo cổ như trống đồng Đông Sơn được tìm thấy ở miền Bắc và miền Trung Việt Nam có cùng niên đại với thời kỳ này. Lãnh thổ nước Văn Lang bao gồm vùng đồng bằng sông Hồng, đồng bằng sông Mã và đồng bằng sông Lam. Đến khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, xuất hiện nhà nước của bộ tộc người Âu Việt. Lãnh thổ nước Âu Việt ngày nay là vùng Đông Bắc Việt Nam, phía Tây tỉnh Quảng Đông và phía Bắc tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Năm 257 trước công nguyên, vua của nước Âu Việt là Thục Phán đánh chiếm được Văn Lang và sáp nhập vào đất của mình. Ông xưng là An Dương Vương, cải quốc hiệu là Âu Lạc, đóng đô ở Phong Khê, nay thuộc Đông Anh, Hà Nội. Năm 207 trước công nguyên, An Dương Vương bị Triệu Đà đánh bại, lãnh thổ nước ta bị sáp nhập vào nước Nam Việt, từ đó bắt đầu thời kỳ 1000 năm Bắc thuộc. Từ năm 111 trước công nguyên, nhà Triệu mất về tay nhà Hán, lãnh thổ Việt Nam nằm dưới sự cai quản của chính quyền nhà Hán. Thỉnh thoảng, các quan cai trị Giao Châu tiến xuống phía Nam đánh chiêm thành và đưa thêm vùng đất từ đèo Ngang đến đèo Hải Vân vào cai trị, nhưng không giữ được lâu vì sau đó chiêm thành thường lấy lại được. Năm 40 sau công nguyên, Thái Thú Giao chỉ là Tô Định cai trị Hà Khắc đã dẫn tới việc Hai Bà Trưng khởi binh chống lại nhà Đông Hán. Các quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố đều hưởng ứng, Hai Bà lấy được 65 thành ở vùng lĩnh Nam. Tuy nhiên, cuộc khởi nghĩa nhanh chóng bị dập tắt bởi Mã Viện năm 43. Năm 544, sau khi Lý Bí đánh đuổi quân Lương, ông xưng là Hoàng đế và đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở Long Biên. Toàn bộ đất Giao Châu, gồm Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ của Việt Nam ngày nay và một phần đất Quảng Đông và Quảng Tây của Trung Quốc đều thuộc quyền kiểm soát của nhà Tiền Lý. Lãnh thổ này được bảo vệ đến năm 602 khi Lý Phật Tử bị nhà Tùy đánh bại và đô hộ Việt Nam một lần nữa. Năm 905, nhân khi nhà Đường suy yếu, một người hào phú bản xứ là Khúc Thừa Dụ đứng lên, tự xưng là tiết độ sứ của Tĩnh Hải Quân, mở đầu thời kỳ độc lập tự chủ của dân tộc. Lãnh thổ Tĩnh Hải Quân gồm có 12 châu. Nước ta chính thức vào kỷ nguyên độc lập từ khi Ngô Quyền đánh bại quân xâm lược Nam Hán vào năm 938. Ông lên ngôi vua, xưng là Ngô Vương, đóng đô ở Cổ Loa. Tuy nhiên, lãnh thổ bị co lại chỉ còn 8 châu. Khi Ngô Quyền mất, em vợ là Dương Tam Kha cướp ngôi khiến quan lại các nơi không chịu thần phục, sinh ra loạn 12 sứ quân. Năm 968, sau khi đánh dẹp các sứ quân, thống nhất đất nước, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, tức vua Đinh Tiên Hoàng, đặt quốc hiệu là Đại Cô Việt, đóng đô ở Hoa Lư. Trải qua các triều đại nhà Ngô, Đinh, Tiền Lê, lãnh thổ nước ta hầu như không có sự thay đổi, do chính quyền non trẻ còn tập trung vào giải quyết các vấn đề trong nước và chống giặc ngoại xâm. Lãnh thổ Việt Nam thời kỳ này bao gồm khu vực Bắc Bộ và ba tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, tương đương với lãnh thổ truyền thuyết nước Văn Lang của các vua Hùng. Từ thời nhà Lý, khi đất nước đã đi vào ổn định và phát triển, các vị hoàng đế Việt Nam mới bắt đầu thực hiện những cuộc chinh phục để mở rộng lãnh thổ. Năm 1014, tướng nước Đại Lý là Đoàn Kính Trí đem quân vào chiếm đóng Châu Vị Long và Châu Đô Kim, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang. Vua Lý Thái Tổ sai con là Dực Thánh Vương đi đánh dẹp, quân Đại Lý thua trận. Nhân cơ hội ấy, nhà Lý sáp nhập khu vực ngày nay là Hà Giang vào lãnh thổ. Năm 1054, Lý Thánh Tông đổi tên nước là Đại Việt. Vào năm 1069, vua Lý Thánh Tông Nam tiến đánh Chiêm Thành, bắt được vua Chiêm lúc bấy giờ là Chế Củ, đem về kinh đô Thăng Long. Chế Củ xin dâng đất ba châu là Địa Lý, Ma Linh và Bố Chính để được tha tội. Vua Thánh Tông chấp thuận và cho Chế Củ về nước. Ba châu ấy ngày nay là một phần của các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị. Năm 1159, nhân khi nước Đại Lý suy yếu, vua Lý Anh Tông và Tô Hiến Thành đã tiến hành thu phục vùng đất của các tù trưởng dân tộc thiểu số người Thái ở phía Bắc, nay là Yên Bái, Lào Cai vào lãnh thổ nước ta. Năm 1225, nhà Trần thay ngôi nhà Lý. Năm 1306, vua nước Chiêm Thành là Chế Mân đã cắt đất hai châu Ô và dí cho vua Trần Anh Tông để làm sính lễ cưới Huyền Trân công chúa, vùng đất mà ngày nay là phía nam Quảng Trị và Huế. Biên giới phía nam của Đại Việt lúc này tiến đến đèo Hải Vân. Năm 1400, Hồ Quý Ly lên nắm quyền, đổi quốc hiệu là Đại Ngu, đóng đô ở Thanh Hóa.
năm 1402, tướng nhà Hồ là Đỗ Mãn đem quân sang đánh Chiêm Thành. Vua Chiêm là Ba Đích lại xin dâng đất Chiêm Động để giảng hòa, nay là tỉnh Quảng Nam. Năm 1406, nhà Minh ở Trung Quốc lấy cớ phù Trần diệt Hồ, mang quân sang xâm lược Đại Ngu. Nhà Hồ nhanh chóng sụp đổ vào khoảng giữa năm 1407. Nước Đại Ngu lúc này bị tiêu diệt hoàn toàn và bị sát nhập lãnh thổ vào Trung Quốc. Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ lần thứ tư sau 500 năm độc lập tự chủ. Sự cai trị hà khắc và tàn bạo của người Minh khiến cho nhân dân ta vô cùng oán hận, luôn ấp ủ chờ thời cơ để nổi dậy. Trong bối cảnh đó, vào năm 1418, người anh hùng Lê Lợi và các hào kiệt Lam Sơn đã phất cờ khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn giành thắng lợi đã thống nhất được toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Lê Lợi lên ngôi vào năm 1428, tức là vua Lê Thái Tổ, dựng lên nhà hậu Lê. Năm 1448, thời vua Lễ Nhân Tông, có sứ Bồn Man xin nội thuộc nước ta. Nhà vua chấp thuận, đặt làm châu Quy Hợp. Năm 1470, do nước Chiêm Thành đem quân sang đánh phá ở đất Hóa Châu, vua Lê Thánh Tông mang 20 vạn quân Nam tiến, đánh vào kinh thành Đồ Bàn của nước Chiêm. Quân Chiêm thất thủ, Thánh Tông sát nhập vùng đất Bắc Chiêm Thành vào Đại Việt, ngày nay bao gồm 3 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Đến đầu thế kỷ 16, nhà Lê bắt đầu suy yếu, trong nước xảy ra nhiều biến loạn. Năm 1527, Mạc Đăng Dung cướp ngôi lập ra nhà Mạc. Lúc này có một võ tướng cũ của nhà Lê là Nguyễn Kim, lập con của vua Lê Chiêu Tông tên là Duy Ninh lên ngôi, tức là Lê Trang Tông, rồi đem quân đánh chiếm được Thanh Hóa và Nghệ An. Từ đó, sử sách gọi nhà Mạc là Bắc Triều và nhà Lê Trung Hưng là Nam Triều. Năm 1545, Nguyễn Kim bị sát hại, con rể là Trịnh Kiểm lên thay nắm binh quyền. Trịnh Kiểm sợ họ Nguyễn tranh mất quyền của mình nên kiếm chuyện mà giết con cả của Nguyễn Kim là Nguyễn Uông. Năm 1554, Trịnh Kiểm đem quân đi đánh được Thuận Hóa và Quảng Nam, lãnh thổ Đại Việt chính thức chia làm hai nửa. Năm 1558, người con thứ Nguyễn Kim là Nguyễn Hoàng Sợ bị anh rể Trịnh Kiểm hại như anh cả Nguyễn Uông nên xin vào trấn thủ Thuận Hóa. Năm 1569, Nguyễn Hoàng ra Thanh Hóa yết kiến vua Lê Anh Tông, nộp quân lương giúp Nam Triều đánh nhà Mạc, rồi đến phủ Thái Sư lại mừng Trịnh Kiểm. Trịnh Kiểm rất hài lòng, phong cho ông trấn thủ luôn đất Quảng Nam. Năm 1611, Nguyễn Hoàng tiến chiếm vùng đất Hoa Anh lập thành phủ Phú Yên, lúc này ở phía Bắc, chúa Trịnh là Trịnh Tùng đã chiếm được Thăng Long, đẩy nhà Mạc rút lên vùng Đông Bắc. Đến năm 1625, họ Mạc chỉ còn chút tàn dư ở Cao Bằng. Từ năm 1627 đến năm 1672, hai bên Trịnh Nguyễn giao tranh nhiều lần không phân thắng bại nên quyết định đình chiến, lấy sông Danh làm ranh giới chia đôi đất nước. Họ Trịnh không thể tiến vào chiếm Thuận Hóa nên tập trung diệt tàn dư nhà Mạc ở Cao Bằng, giết họ Vũ ở Tuyên Quang. Họ Nguyễn không thể ra Thăng Long nên dồn sức mở mang bờ cõi về phía Nam. Năm 1658, nước Chân Lạp lục đục nội chiến. Chúa Nguyễn Phúc Tần đã giúp một hoàng thân Chân Lạp là Nặc Xô lên ngôi. Đáp lại, vị vua mới của Chân Lạp đã ký hiệp ước triều cống chúa Nguyễn hàng năm và nhượng cho chúa Nguyễn vùng đất Gia Định. Năm 1679, một số quan cựu thần nhà Minh không chịu thần phục nhà Thanh, mang 3.000 quân cùng 50 chiếc thuyền sang xin làm thần dân của chúa Nguyễn. Chúa Hiền Nhân muốn khai khẩn đất Chân Lạp, bèn cho vào ở đất Gia Định, cày ruộng, làm nhà, lập ra phố phường. Năm 1693, chúa Nguyễn Phúc Chu sai tướng Nguyễn Hữu Cảnh tiến chiếm và chính thức sát nhập phần còn lại của Vương quốc Chiêm Thành, lập trấn Thuận Thành, nay là vùng đất Bình Thuận, Ninh Thuận. Tuy nhiên, chính quyền Đàng Trong vẫn dành cho người Chăm chế độ tự trị ở đây. Năm 1708, một thương nhân người Hoa tên Mạc Cửu khai phá vùng đất Hà Tiên, Kiên Giang, xin nội thuộc chúa Nguyễn. Chúa Nguyễn phong chức tổng binh cai quản. Cùng với việc mở rộng lãnh thổ trên đất liền, chính quyền Đàng Trong lần lượt đưa người ra khai thác, kiểm soát các hòn đảo lớn và quần đảo trên Biển Đông cũng như Vịnh Thái Lan. Quần đảo Hoàng Sa được khai thác và kiểm soát từ đầu thế kỷ 17, Côn Đảo, Phú Quốc và quần đảo Trường Sa từ đầu thế kỷ 18. Đến giữa thế kỷ 18, các vùng đất Cà Mau, Bạc Liêu, Cần Thơ được con trai của Mạc Cửu là Mạc Thiên Tứ khai phá thêm. Các vùng Mỹ Tho, Vĩnh Long, Long An, Tiền Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang được các đời vua Chân Lạp lần lượt dâng cho chúa Nguyễn để cầu hòa, cầu phong vương hoặc đền ơn giúp đỡ. Sau thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh thì vào năm 1771, ba anh em nhà Tây Sơn là Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ khởi nghĩa chống chúa Nguyễn ở Đàng Trong. Thanh thế của Nguyễn Nhạc mỗi ngày một lớn mạnh, quân của chúa Nguyễn đánh không được. Chẳng bao lâu, vùng đất từ Quảng Ngãi cho đến Bình Thuận đều thuộc về Tây Sơn. Năm 1774, chúa Trịnh sai quân vào đánh Phú Xuân, chúa Nguyễn Phúc Thuần không chống nổi quân Trịnh, phải chạy vào Quảng Nam. Nguyễn Phúc Thuần ở Quảng Nam được mấy tháng thì Nguyễn Nhạc từ Quy Nhơn kéo ra đánh, quân Nguyễn yếu thế không địch nổi, lại ở thế lưỡng đầu thọ địch.
chúa Nguyễn phải cùng người cháu là Nguyễn Phúc Ánh xuống thuyền chạy vào Gia Định. Lúc này, Tây Sơn lại đầu hàng Trịnh để đánh Nguyễn. Năm 1777, dưới sự chỉ huy của Nguyễn Huệ, quân Tây Sơn đánh bại quân Nguyễn. Nguyễn Phúc Dương và Nguyễn Phúc Thuần bị bắt đem xử tử. Một hoàng tôn là Nguyễn Phúc Ánh chạy thoát ra đảo Thổ Chu. Năm 1786, nhân lúc họ Trịnh ở ngoài Bắc suy yếu, Nguyễn Huệ đem quân ra đánh Phú Xuân rồi đánh thẳng ra Thăng Long với danh nghĩa Phù Lê diệt Trịnh. Lúc này, Tây Sơn đã kiểm soát được gần như toàn bộ lãnh thổ Việt Nam. Trong giai đoạn từ năm 1787 đến năm 1789, nhân lúc nội bộ nhà Tây Sơn lục đục, sau đó Nguyễn Huệ lại bận đối phó với quân Thanh tại Bắc Hà, Nguyễn Ánh dần chiếm lại được vùng đất Nam Bộ. Năm 1792, vua Quang Trung Nguyễn Huệ qua đời, nhà Tây Sơn nhanh chóng suy yếu. Cuối cùng vào năm 1802, Nguyễn Ánh đánh bại Tây Sơn, lên ngôi hoàng đế, lập ra nhà Nguyễn. Lãnh thổ Việt Nam được thống nhất sau gần 300 năm nội chiến chia cắt. Năm 1830, vua Minh Mạng sáp nhập vùng Tây Nguyên vào lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, các bộ tộc người Thượng ở đây vẫn được quyền tự trị. Năm 1835, nhà vua sáp nhập Campuchia, lập trấn Tây Thành. Thời kỳ này lãnh thổ Việt Nam vươn tới cực đại trong lịch sử, bao phủ hầu hết bán đảo Đông Dương. Tuy nhiên, do chính sách cai trị hà khắc của quan lại người Việt khiến cho tình hình ở Chân Lạp luôn bất ổn. Khi vua Minh Mạng mất năm 1841, vua Thiệu Trị nối ngôi đã truyền cho quan quân Đại Nam rút về giữ An Giang. Năm 1859, thực dân Pháp đánh thành Gia Định. Đến năm 1862, Pháp buộc triều đình nhà Nguyễn ký hòa ước Nhâm Tuất, nhượng toàn bộ vùng đất Nam Kỳ và lãnh thổ bảo hộ của Pháp. Các năm 1870 và 1873, Pháp cắt nhiều vùng đất các hạt Tây Ninh, Hà Tiên và Châu Đốc cho Campuchia. Năm 1884, hòa ước Giáp Thân được ký, Việt Nam chính thức trở thành thuộc địa của Pháp. Năm 1887, người Pháp nhân danh nước bảo hộ triều đình Huế, ký hiệp ước Pháp Thanh, nhường một dải đất vùng Quảng Yên phía đông bắc nước ta cho nhà Thanh. Năm 1893, lúc này Pháp đã thành lập Liên bang Đông Dương, dựa theo địa hình đã cắt toàn bộ vùng đất phía Tây Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, giao về lãnh thổ Lào, nay là tỉnh Hùa Phăn, Siêng Khoảng. Năm 1895, Công ước Pháp Thanh 1895 đã đưa về phần lớn vùng đất Lai Châu, Điện Biên và một phần Lào Cai ngày nay thuộc về xứ Bắc Kỳ, còn một phần đất ở Bắc sông Bắc Luân thuộc về nhà Thanh. Năm 1904 và 1905 sát nhập các tỉnh Tây Nguyên vào lãnh thổ Việt Nam. Năm 1940, Nhật Bản tấn công Đông Dương thuộc Pháp trong Thế chiến II. Người Pháp nhanh chóng đầu hàng, phát xít Nhật giữ nguyên bộ máy cai trị của Pháp. Đến tháng 3 năm 1945, Nhật đảo chính lật đổ chính phủ bảo hộ của Pháp, thành lập một chính quyền bù nhìn gọi là Đế quốc Việt Nam. Tháng 8 năm 1945, Nhật Bản đầu hàng quân đồng minh, Thế chiến thứ 2 kết thúc. Nhân thời cơ đó, lực lượng Việt Minh do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đã thực hiện thành công cuộc cách mạng tháng 8, giành chính quyền tại hầu hết các tỉnh thành. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa được Chủ tịch Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập với thủ đô là Hà Nội. Sau chiến tranh, người Pháp nhanh chóng quay trở lại xâm lược Việt Nam lần nữa, buộc Việt Nam phải thực hiện cuộc kháng chiến để bảo vệ độc lập. Thất bại trong trận Điện Biên Phủ năm 1954 đã buộc Pháp phải ký hiệp định Geneva và rút quân khỏi nước ta. Vĩ tuyến 17 trở thành ranh giới quân sự tạm thời để hai bên tập kết quân đội. Tuy nhiên, Mỹ nhanh chóng nhảy vào thay chân Pháp ở miền Nam Việt Nam, khiến nhân dân ta phải tiếp tục thực hiện cuộc kháng chiến chống Mỹ để thống nhất đất nước. Năm 1973, sau những thất bại nặng nề trong các cuộc không kích miền Bắc cũng như trong các chiến dịch trên bộ, Mỹ đã phải ký hiệp định Paris và rút quân khỏi Việt Nam. Quân Mỹ rút đi khiến chính quyền Sài Gòn nhanh chóng suy sụp. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, quân giải phóng miền Nam giành được quyền kiểm soát Sài Gòn. Lãnh thổ Việt Nam hoàn toàn thống nhất như ngày nay. Từ năm 1976, quốc hiệu nước ta đổi thành Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nước ta kể từ thời các vua Hùng dựng nước, lãnh thổ chỉ bao gồm vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trải qua nhiều thế kỷ xây dựng và phát triển, sau các cuộc chinh phục, khai khẩn mà lãnh thổ của người Việt đã trải dài đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, đến nay diện tích đã mở rộng ra hơn 3 lần, cũng có lúc bị mất lãnh thổ vào tay nước khác. Bên cạnh sự mở rộng trên đất liền, trong suốt chiều dài lịch sử của mình, người Việt cũng từng bước mở rộng quyền sở hữu, kiểm soát và khai thác vùng lãnh hải xung quanh, phạm vi đó kéo dài từ vịnh Bắc Bộ đến vịnh Thái Lan, với khoảng 4.000 hòn đảo lớn nhỏ, gần bờ và ngoài khơi xa.